Xin chào các bạn. Như những cái video trước mình đã chia sẻ thì một số bạn muốn xem cái củ sắn dây nó trông như thế nào khi mà luộc lên. Thì hôm nay mình quay video cho các bạn xem nhé. Mẹ mình luộc rồi. Đây là cái củ sắn dây luộc rất sớm bởi vì là khi nhà mình có việc thì cái củ sắn dây đấy buộc lòng phải dỡ. Cái củ sắn dây khi là mà đã trồng từ tháng 3, bây giờ là tháng 11, 16 tháng. Bình thường thì người ta không thu hoạch sớm như này đâu các bạn ạ, bởi vì chất lượng tinh bột vẫn rất là ít đấy. Cho các bạn coi nhìn cái củ nó ấy. Khi mà ở sắn dây Kinh Môn ấy, thì đến tầm này thì các bạn ngửi củ nó đã rất thơm và các bạn có thể nhìn thấy này, nhiều xơ nhưng cái chất lượng tinh bột nó vẫn còn là rất là nhiều so với những nơi khác này. Thì tới các bạn ngửi này thôi sẽ mùi thơm sắn dây rất là dậy lên rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ quay video thật kỹ để cho các bạn nhìn và các bạn hiểu thêm về cái sắn dây Kinh Môn này mình các bạn nhé. Như thế này là do bị dập khi mà cắt ngang qua này. Đấy, các bạn nhìn thấy khá là nhiều xơ mà thơm lắm các bạn ạ. Nếu mà cái sắn dây người ta trồng đúng cách mà đúng kiểu ấy, thì cực kỳ thơm luôn các bạn nhé. Sắn dây cao sản không có cái kiểu thơm này đâu các bạn. Củ sắn dây này có thể luộc để ăn, nhưng mà nếu các bạn luộc mà ăn không hết khi mà trồng nhiều sắn dây thì các bạn có thể làm thành tinh bột. Làm tinh bột thì trên mạng có nhiều cái video hướng dẫn rồi, nhưng cá nhân mình thấy là họ làm không phải ngày, đôi khi là chất lượng nó sẽ không được tốt, và thứ hai là hay bị ẩm mốc. Thì mình sẽ chia sẻ cái kỹ thuật chuẩn trong một cái video khác. Video này mình chia sẻ cái củ sắn dây luộc trông như thế nào thôi.